Chiều ngày 15 tháng 4, tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết thực hiện cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Dù hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cơ quan đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã thị trấn trên địa bàn 27 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh. Sự hội nghị tại điểm cầu huyện Lăng Chánh có các đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy trưởng các phòng ban ngành cấp huyện. Sau 2 năm thực hiện chủ trương của ban Thường vụ tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của tòa giám mục giáo phận Công giáo Thanh Hóa. Sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và với cách làm đồng bộ, nghiêm túc, công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện, cơ bản các hộ đồng bào sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh đã được cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Đến nay các địa phương có đồng bào sinh sống trên sông đã quy hoạch, đầu tư hạ tầng, bố trí cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 183 hộ với tổng kinh phí khoảng 71 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng hạ tầng gần 19 tỷ đồng, hỗ trợ làm nhà hơn 52 tỷ đồng. Tại hội nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lại thế nguyên đã triển khai chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác cấp đất ở và vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Ngay sau khi nghe đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát động quyên góp ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân dự tại điểm cầu tỉnh ủy hưởng ứng quyên góp ủng hộ. Tại điểm cầu huyện Lăng Chánh, các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các ngành đoàn thể cũng đã cùng với các địa phương hưởng ứng quyên góp ủng hộ cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã biểu dương ban dân vận tỉnh ủy và mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối quan trọng, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động cùng với các cấp các ngành trong tỉnh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra đồng thời trân trọng cảm ơn sự đóng góp ủng hộ của tòa giám mục giáo phận thanh hóa công ty xi măng long sơn các nhà hảo tâm các gia đình dòng họ bằng trách nhiệm tình cảm với những nghĩa cử cao đẹp đã tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực đồng hành cùng với các cấp ủy đảng chính quyền trong tỉnh hỗ trợ tiếp thêm động lực cho đồng bào sinh sống trên sông vươn lên xây dựng cuộc sống mới để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng Bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm ký 2025-2030, kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, giúp người dân có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội các tổ chức doanh nghiệp tập thể cá nhân các tầng lớp nhân dân người thanh hóa trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng thơm thảo của mình chung tay góp sức người có của góp của người có công góp công có ít góp ít có nhiều góp nhiều quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của cuộc vận động ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng đã yêu cầu các ngành, các địa phương cần khẩn trương giả soát lại số lượng hộ nghèo khó khăn về nhà ở, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ huyện ủy có số liệu chính xác để huyện sớm triển khai tổ chức cuộc vận động trước ngày 30 tháng 4. Qua đó, Bí thư huyện ủy cũng đề nghị Ban dân vận huyện ủy cần sớm xây dựng, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện.